trượt vào chân đầu tiên và bạn trượt lên một mình. Trượt một mũi trượt và lên một bình, nó dành cho những bạn mà mắc kết hàng nhá. Còn xoắn ốc thì nó đi theo vòng mình không kết hàng nhá. Rồi hàng thứ ba móc đầu tiên một mũi đơn, sau đó đến một tăng, mình một đơn, móc một đơn một tăng 3 lần. Tiếp theo chúng ta móc 11 đơn. Hàng thứ tư chúng ta thực hiện như sau. Đầu tiên một mũi đơn, chân tiếp theo một mũi đơn, rồi chân kế một đơn một nửa kép trung chân, hai chân tiếp hai nửa kép. Rồi hai chân tiếp hai kép đơn. Hai chân tiếp hai nửa kép. Hai đơn. Năm trượt. Chân tiếp theo một đơn một nửa kép. Rồi một kép đơn một nửa kép chân tiếp theo. Rồi một đơn. Hai trượt. Hai đơn.
kép đơn trung chân. Hai nửa kép. Một đơn. Phần giữa ở đây bị hở cho nên mình sẽ